Nhưng người có biết con hả? Trời ơi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ, bữa nay dạ, cái đó là chương trình ngày xưa con làm. Dạ. Chương trình dòng ải đồng ai. Dạ. Dạ. Đây con đang quay clip. Dạ xin chào quý bà con cô bác trên kênh của Nguyễn Thị Ngọc Official. Cô có biết kênh YouTube của con không cô? Không. Không. Vậy con cái gì? Đau lòng quá. Dạ, con có một kênh YouTube tên là Nguyễn Thị Ngân. Dạ đúng rồi. Cô về cô gõ YouTube Nguyễn Thị Ngân là cô cho con một đăng ký nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, bà Ngân biên tập đó. Bà Ngân biên tập. Tụi nó thấy nó nhẹ hoài đó. Dạ. Ở trưởng đâu cũng này cô đến, con tên Ngân không tưởng cô biết, hỏi ra cô không biết kênh luôn. Dạ, bữa nay là đêm thứ bảy ngày... Hôm nay ngày nhiêu con quên rồi cô? Ngày 27. Dạ, ngày 27 tháng 4. Dạ, trước hôm nay là nghỉ lễ rồi bà con cô bác, nhưng mà riêng hội quán ngôi sao Miệt Vườn là vẫn tổ chức đêm nhạc thứ bảy để phục vụ bà con cô bác. Nhưng mà hôm nay buồn quá cô ơi. Vắng quá. Hôm nay chắc bà con cô bác đi chơi hết rồi, đi nghỉ lễ hết rồi hay sao á? Dạ, bây giờ đã 7 giờ rồi. Chắc giờ con lập đàn con cầu khách. Giờ lập đàn giờ cầu khách tới chứ một lần. Lâu lắm rồi mình làm mới thấy 7 giờ mà các hàng ghế trống vẫn còn nhiều vậy luôn á quý bà con cô bác. Đi sao? Dạ. Ăn cơm bữa hổm một tuần đó. Dạ. Khi thấy người già người ta không nghe là con là con có vậy á. Dạ. Ca bí ẩn đó. Rồi đó con có già ta đó đâu. Dạ không. À dạ. Ta tưởng đâu nghỉ. Dạ dạ. Nên nó hơi trống chút. Dạ hơi trống ha. Cô có lo không cô? Khách tới ít quá, cô có lo không cô? Nãy giờ cô cũng lo, cô nói sao thấy 7 giờ. 7 giờ là trên này đó. Này anh Khương không lo chứ con thấy bà con cô bác lo dữ lắm. Thấy trên live là bà con cô bác lo lắm. Kêu sao bữa nay thì vắng quá. Dạ nhưng mà nói chung là hôm nay cũng trùng vào lễ nè. Nên là bà con cô bác cũng đi về quê nhiều. Rồi nhiều khi hôm nay mình cũng có lịch đi ăn gia đình, hội họp gia đình gì đó nghỉ lễ. Nên là hôm nay hơi vắng á bà con cô bác. Dạ nhưng mà mong, rất là mong chút nữa tầm... sẽ đông đông để mình có không khí. Dạ, cô là cô từ đâu tới cô? Cô từ Bến Lức ở gần đây nè. À, Bến Lức Long An hả? Ủa, vậy được bữa đêm 20 tháng 4 cô có đi không cô? À, cô ở định trúng thưởng hai vé. Hai vé VIP mà không được đi, không có đi. À, cô bận việc hả? Xa, già rồi xa, rồi đâu chạy xe được đâu. À, vậy là từ Bến Lức lên đây gần hơn là xuống Tân An. À, là đây gần hơn, còn xuống Long An xa hơn. Dạ, dạ. À. Không đi được, không đi đây. Dạ. Rồi hai vé, hồi xưa xuống đây hỏi có đổi được không, không được. Dạ, đúng rồi, cái đó qua mất rồi. Qua rồi. Dạ. Rồi bữa nay coi... coi ở đây, nhưng mà cô vậy là chắc cô lần thứ mấy hay là lần đầu cô? Nó có đi nhiều lần rồi. À, đi nhiều lần rồi. Dạ. Bữa nay cũng may các cô vẫn còn ủng hộ. Dạ. Con đang không đang muốn đi coi tình hình hỏi thăm bà con cô bác làm sao. Dạ. Bữa nay cô có nghỉ lễ không cô? Không, cô ở nhà chị nhà thôi. Là cô nghỉ lễ như là nguyên năm nay hay? Dạ. Mai đến chỗ không đi đâu. Dạ. Con cháu về. Cô là giờ chắc nghỉ ngơi ở nhà gia đình phụ gia đình này nọ xíu thôi ha cô. Dạ. Nên với cô là giờ là nghỉ lễ nguyên năm rồi. Hồi đó thường cái lúc đó tôi nghe thằng Trấn Thành với chị Giang với bà Nguyễn Thị Ngân. Vậy là cô nghe thôi, cô đâu biết mặt đâu. Cô dạ. Nguyễn Thị Ngân chắc lớn tuổi lắm này. Dạ. Nhưng mà sao cô biết mặt con? Biết mặt con là vì mấy lần coi Khương Dừa, mấy lần coi YouTube Dừa đó, giờ thấy YouTube mình Khương rồi biết mặt con he. Ừ, dạ. Biết. Dạ, bữa nay là cô đi với bên chú. Chú là dạ, hai cô chú đi là bình thường có hai cô chú đi thôi. Với sớm về sớm. À đây bên hàng xóm hả? Dạ, đây để con xuống hỏi thăm hàng xóm của cô xíu he. Dạ đây. Cô hàng xóm có sát nhà không cô? Sát, hai chị em bạn dâu. À hai chị em bạn dâu. Ủa sao không ngồi một hàng luôn cho dễ. Tính ngồi rất còn em chưa vô mà anh đâu mất tiêu nó chưa vô. À vậy hả? Em ở xóm cũng có mấy người coi đông lắm. Dạ. Ủa nhưng mà cô có biết kênh con không? Không, con thấy mặt thôi chứ không rành. Thôi chắc không nên hỏi nữa, càng hỏi càng đau lòng. Bà đó ơi, cô nhiều cô. Vậy là cô còn không biết con luôn. À, biết sao không? Cô lớn tuổi rồi, 70 tuổi rồi. Ủa 70 rồi, 70 hả? Ừ. Ủa trẻ dữ ta. Giờ cái thành gia cô không có biết sử dụng cái máy này. Cô có nói xạo như mơ gì mà 70 rưỡi hả? Hay là U 70 hay là 70? 70 thật đó cô. Rồi. 70 mà trẻ rồi, tóc
đen mướt luôn không giờ, giờ đen đen ấy là đi nhuộm đi nhuộm đi nhuộm không nhưng mà da rẻ cô rất là đẹp mà con cô bác không có phải là khen gì đâu nha, da rẻ 70 mà còn rất là mịn màng. Có bí quyết gì không cô? Không, không là vậy. Cô chỉ tập thể dục mỗi ngày thôi. Tập thể dục mỗi ngày. Từ đó giờ. Cô có uống mật ong không cô? Không. Không hả? Cô biết rồi không? Sao hỏi vợ cô kêu cô hay uống mật ong lắm. Không mà nói chứ uống mật ong tốt thiệt. Uống mật ong với nghệ thì cũng tốt. Đúng rồi, trẻ mình trẻ dai lắm. Là cái này cô biết. Cô biết cháu á. Mấy cái cháu về cái nó mà. Dạ. Thôi thì biết. Dạ. Bây giờ là lọt vũ lắm. Giờ già rồi thành ra. Không, nhưng mà trẻ 70 vậy là quá trẻ luôn thiệt. Cái này thiệt. Mấy ngày cháu nó chỉ gõ lò dầu lắc hỏi là quên mẹ. Nhưng mà nhớ về đăng ký cân cho con nha. Dạ. 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 Rồi. Dạ. Cháu đó kìa. Dạ. À biết rồi cô à, để chút con lấy điện thoại con mở cân. Cháu làm đăng ký. Cái có à bấm tôi rồi. Dạ. Vậy là nay nhà mình ủng hộ 4 vé. 4 người hay mấy người cô? À thêm mà có đi shop nữa là đông lắm, 3 4 người nữa. À còn 3 4 người nữa là gần. Sao đâu mất tiêu vậy? Gần chục vé. Ủa nhưng mà là mua chưa hay là chưa tới à? Đây mới mua cô? À tới đây nên là chưa đúng không? Thường là đi đông lắm, bữa nay sao đâu mất tiêu. Ủa cô gọi điện liền cô ơi, hôm nay kêu lên ủng hộ hội quán nay vắng quá. Còn đi còn 4 ông nữa mà đâu mất tiêu rồi. Cô gọi liền được lên vẫn còn kịp. Cô gọi nha cô. Ở dưới đây gần lắm. Giờ phải huy động họ hàng, nói chung là mình có mối quan hệ nào là mình rủ đi hết. Dạ. Ở chứ cảm ơn hai cô, cảm ơn các cô nhiều nhé. Dạ. Hôm nay là quý lắm, mai đến với hội quán là rất là quý luôn mà con cô bác. Dạ. Là đông hả? Dạ. Vé sẵn rồi nhanh chóng. Chút nữa mà không đông mà cô bao hết chỗ này. Ghế nào trống là cô bao hết. Rồi. Dạ đúng rồi. Như bọn con đêm nhạc là cũng làm hôm nay thôi, còn ngày nghỉ lễ là ngày mai đến ngày mùng 1. Dạ, nghỉ mùng 1 để với chia sẻ cho bà con cô bác để ai biết. Thứ 7 nó cũng bình thường lại đi vậy mà. Dạ, dạ. Thứ 7 là vẫn nghỉ. Dạ rồi. Nghỉ lâu quá, lâu là nghỉ. Dạ. Thôi các cô ngồi chơi nha, con đi một vòng con giới thiệu bà con cô bác xíu. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, cô đang nghe điện thoại. Dạ. Tên dạ. Gì vậy ta? Dạ, con tên Cân, con là Nguyễn Thị Ngân ạ. Cân hả? Cân hả? Cân à, tên YouTube à? Dạ là Nguyễn Thị Ngân luôn ạ. Nguyễn Thị Ngân, chú con thấy chú quen có hình như chiều mới gặp hay là đâu? Cái hôm mà nhảy đêm khiêu vũ. Đúng hả? Chú ở nhà gần đây. À ngày nào cũng có ở đây luôn hả? Là đêm nào cũng có luôn hả chú? Ngày nào cũng có. Hai chị em kéo ra đây uống cà phê ngồi đây. Ồ, hèn chi, cô không, nhưng mà bữa con nhớ con quay cái đêm khiêu vũ, con nhớ con có hỏi chú nên con nhớ ấn tượng hơn. Vậy là đêm nào cũng tới đây hết hả chú? À, chơi chút về đó. À dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Nè, chứ đâu có xa. Dạ. Vậy chú về chú cho con ủng hộ một đăng ký nha chú. Là hỏi đặng biết đi mới. Dạ, con kênh kênh YouTube của con là Nguyễn Thị Ngân Official. Dạ, nhưng chú gõ Nguyễn Thị Ngân là ra. Kênh thầy Kim Thiết. À, chú có kênh chị Thùy Kim Thiết mà chú không đăng ký cho con. Đâu có biết kênh. Vậy là chú biết chị Thùy trước hả? Biết lâu rồi. À, dạ, trời ơi, vậy không? Mà con cô bác fan của chị Thùy, khán giả của chị Thùy. Dạ. Nhưng mà giờ là chú sẽ cho em một đăng ký. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi, mình sẽ đi ra khu vực phía sau này xíu rồi con cô bác. Dạ, đây đây là khu vực ghế phía sau, hôm nay quay lên cho bà con cô bác. Nói chung là lần đầu tiên mà đêm nhạc vắng vậy ấy, mọi người. Thật sự cái này là cũng hơi buồn xíu, nhưng mà nói chung là mình cũng phải chịu thôi. Tại vì đợt này là đang đúng dịp lễ nữa. Nói chung là mấy anh em cũng có tính trước, cũng có lường trước là nó sẽ hơi vắng. Đấy, đứng cái này thấy được cái ấy luôn này ba. Hơi chói hả? Dạ đó, nhưng mà thôi cũng hy vọng chút nữa sẽ đông hơn. Dạ. Nãy đi với mẹ hả? Dạ có ngoại cô ơi. À gì hả? Hả, đi với ai con, đi với ai? Dạ con đi với ngoại. Với ngoại hả? Ủa trời ơi, ngoại trẻ quá vậy. Nãy giờ mấy cô kia ai cứ tưởng này con mẹ rồi. Ờ.
Trời ơi, tôi cũng tưởng mẹ không. Ngoại hả? Dạ. Ngoại gì trẻ như vậy. Ồ. Cô Dung Văn cũng nói gì nữa. Ồ, ngoại rất trẻ luôn. Ủa, hôm nay bữa nay ba không đi hả? Dạ, ba tới sau. À, ba tới sau hả? Trời ơi, là gia đình yêu âm nhạc. Gia đình tuần nào cũng ủng hộ. Dạ. Đây là những khán giả. Dạ. Những khán giả là đêm nào cũng có mặt trên. Ủa, bữa Long An tụi con... À, dạ, ở tỉnh không đi được chứ ở đây là đi đều đặn luôn. Dễ thương quá à, hai bé. Giờ lên kênh là bà con của bác nhớ luôn rồi á. Dễ thương. Mà dễ thương cái là nhỏ nhưng mà rất là thích nghe dòng nhạc này, chịu đi theo bố mẹ luôn đấy chứ. Giờ là đòi đi chứ đâu phải là... Nó đòi. Dạ. Dạ, tự chất ngoại, ngoại ơi, lần đầu tiên cho con coi này rồi, với giờ con nghiện luôn rồi. Bây giờ con nghiện luôn rồi hả? Con có thích dòng nhạc này không? Dạ con thích. Con có hát được không? Dạ hát được nhưng mà đối với con thì con còn hơi nhát. Hơi nhát hả? Nhưng bây giờ thử, cô thử hát thử con nghe thì con có tập luôn nè. Hát đi. Mời. Bữa nào thứ ba ấy đi ha, thi hè đang bây giờ phải dẫn để thi hè đi cô ơi. Bây giờ con nghe thử thằng trước kia, bữa nào mà hát được cô đăng ký cho bài hát. Đăng ký cho bài casting. Hoặc là hai anh em hát chung. Thôi con nên trả lời con đứng im. Con nói hệ vợ em con gì rồi, rủ xong ca nó còn không xong ca con được nữa cô ơi. Vậy hả? Con thích hát hả? Thì có anh nè, hai anh em đi hay hát chung cho đỡ ngại. Con thì lên được rồi đó. Con hai con mà lên là bà con có bác ủng hộ lắm á. Dạ vậy đó rồi. Được không? Bữa lần sau thứ ba hoặc là thứ năm là cái thứ năm tuần sau quay lại tập về, có một tuần để tập bài nha. Dạ. Có một tuần để tập bài, chọn bài gì vui nhộn dễ thương á, hai anh em hát chung. Ok cơ. Thứ năm lên hát, đăng ký hát giao lưu nha. Dạ với cô đi. Dạ rồi. Cảm ơn hai đứa, giờ mới ăn tối hả? Yeah. Trời ơi dễ thương. Rồi thôi để hai bé ăn. Dạ cảm ơn ngoại. Trời nói ngoại. Gọi hai ngoại trẻ quá. Đó bên kia. Hả? Ừ. Ừ sao trùng. Nhưng mà đứng phía sau được mà đúng không? Ê chị ba ơi, né khu vực đó là âm thanh dữ lắm. Âm thanh bị ấy mình sẽ vô hậu trường. Dạ bữa nay xin giới thiệu bà con cô bác là... Ủa? Hello anh, dạ đây hậu trường. Dạ đây là các thí sinh sẽ biểu diễn trong đêm nhạc ngày hôm nay. Dạ giới thiệu bà con cô bác. Đây bên này là Phước rồi... À, anh Phước, chị em xin lỗi, quên gọi trước, cứ gọi tưởng nhít tuổi hơn, cứ gọi tên không à. Dạ anh Phước, chị Bích. Dạ, bên này là anh Long. Dạ. Ủa, còn anh Hình ở đâu ta? Hả? À, đang tập nhạc hả? Không, lúc đấy chú kêu ấy rồi quay xong rồi tập sau cái hồi quên ngang luôn. Rồi anh mới được tập nhạc. Vậy hả? Tuần sau rồi chị. Đây chút em nốt nha. Nốt cần gấp không? Gấp hả? Gấp chị Kiều nốt. Không nhớ. Rồi, vậy chị dẫn giúp em xíu đi. Dạ, bây giờ là tới đêm nhạc rồi mà con của bác. Dạ, hẹn mà con của bác ở những clip tiếp theo. Dạ. Ai biết đâu. Thì kêu giỡn sao giỡn. Ông nói giỡn chứ cũng 7:30 nè mà con của bác ơi. Thiệt sự. Dạ nha chị Dung ơi, có ai cầm len về về cái đôi bông của chị hay không? Cái này gọi là đôi bông hả? Đôi bông á. Không, ba nói là lấy hai cái bông đèn của ba đeo á. Vậy đó hả? Rồi lên là cho nó chiếu vậy đó hả? Đèn nó vô có nó dọa. Dạ lên. Vậy em đề nghị lần sau chị mang theo cái crown lên nữa, cái vương miện lên. Dạ đúng rồi. Đó nhà có 6 cái lần rồi đó. Trời ơi em tung vô đôi bông của chị Dung mà ao nét điện thoại luôn, lấy nét lại. Ao nét luôn rồi. Đeo lên nữa cho nó lấp lánh hơn. Trời đất ơi. Em đề nghị như vậy. Và cái bộ áo dài của chị sẽ đính full hạt. À là cũng full hơn đó hả? Full hơn. Cái này là bằng lụa ông mới kết thêm. Còn đôi bông này mới lấy bóng đèn của bà Giang xuống đeo. Quá trời.
quá trời lạ hả, tôi không còn có chỗ nào mà lấp lánh hơn nữa. Người phụ nữ mà sợ chìm lại đây. Thấy có đồ không ổn áp không? Chỉ cần đổ bớt cái gì đâu. Ổn áp nhưng mà em thấy đôi bông nó chưa có ấy lắm nha. Để thay cái lại đôi bông như bình thường nhà mình nha. Nó không có được tinh tế lắm ha. Được không? Đẹp không? Được. Được. Nhỏ này chứ nó không phải là đá đâu, nó đâu phải là đá đâu. Ý là nó chỉ vậy thôi, nó trông thấy vậy chứ nó trong suốt. Chứ nó không phải là mấy cái miếng của mình mà kính mà nó chớp, cái này lên nó không có chớp nhiều đâu. Một lát nữa mà không chá đi ha. Em hứa chị luôn, yên tâm, ba cái đồ trang sức này em giặt lắm. Này mới mua Đại Quang Minh về không, nói gì. Ba cái đồ mà tại vì nó phải là mặt gương nó mới chá, cái này không phải mặt gương, nó trong suốt à. Không có nhiều đó. Thấy vậy thôi, nhìn cái này nó không chá. Được. Thôi ta làm ta tặng cho đeo bữa đi chứ không có mất công là gì đó hả? Ờ. Lại ấy hả? Thôi chị đỡ gạch liền chứ chị ạ. Thì ý là ý là thấy người ta đeo cái mình không, ý là cái nếu mà bên đây mà có gỡ ra thì mình đeo ý là vậy thì hốt thôi chứ không có gì, ý là vậy đó. Thôi kệ đi, người ta ấy thôi, mình đeo bữa đi sao đâu. Ok ok, trời ơi cái mặt ok đây có rồi, đây bà con cô bác ơi. Dạ giới thiệu bà con cô bác tuần sau nghệ sĩ ngày 4/5 tuần sau, dạ là ca sĩ Dương Ngọc Thái, ca sĩ Triệu Ái Vi và nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc ạ. À. Dạ. Ủa Dương Ngọc Thái là gọi đồ ơi được không? 1/5 luôn, giới thiệu đến 1/5 luôn. Chưa, cái đó chưa giới thiệu. Chưa hả? À? Chưa, anh Khương chưa giới thiệu nên mình chưa giới thiệu được. Vậy hả, chị giới thiệu luôn rồi. Bây giờ chị là chị giới thiệu luôn. Rồi. Con cô bác mua vé. Dạ. Mua vé trước. Với lại nhiều khi báo sớm mọi người không nhớ. Ủa sao vậy? Thành ra là phải nói nghệ sĩ theo cái thứ tự nữa, không có là bị anh Hương là cái nghệ sĩ nhỏ mà lấy lên đọc trước nghệ sĩ nhân dân là không được. Không, tại vì không nha, thì thường theo ví dụ theo giới thiệu mà ấy là người ta là giới thiệu những người nhỏ, ví dụ người ta sẽ kêu vào đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân đó là ta là để giới thiệu. Nhưng cuối anh Hương không chịu, bữa trước chị giới thiệu lần rồi anh Hương không chịu, anh Hương phải lớn là giới thiệu trước. Vậy hả? Dạ thì nói chung là mình hiểu theo cách nào cũng tại là bình thường em để ý thì MC sẽ giới thiệu, ví dụ các nghệ sĩ biểu diễn thì sẽ giới thiệu những cái dàn trẻ trẻ trước, xong là những nghệ sĩ gạo cội là giống như là điểm nhấn cuối cùng á, dạng vậy. Nhưng mà thôi không sao, không sao. Ủa, chị giới thiệu lộn xộn hết chứ không theo thứ tự nào. Không như là nhớ ai giới thiệu người đó không. Hôm nay là có cái này rồi là chị phụ hơn, thật sự là chị như chị rồi. Cảm ơn mấy Nhi nha, chuẩn bị cho chị hai một cái Nhi là... Nhi mà nó nói chị mà nó chỉ thăm dò đó chị. Nè, phải đổ lại cho chị á. Tại vì lên một xíu là quên à. Chị Dung lên một xíu là quên rồi. Không quên, ta nhớ rồi. Ta nhớ rồi. Ủa cô Thảo Nguyên đâu ta, cô Thảo Nguyên tới chưa ta? Ủa rồi bà Mai Mami bà đi đâu rồi, bà giờ này bà chưa thấy vô vị trí rồi. Nó đang ngồi sửa clip gì phía sau á. Dạ. Ngồi clip mà sao hoang mang quá vậy. Nãy giờ cái clip mười mấy phút chưa có nội dung gì hết nha. Nãy giờ tới mày lang mang quá. Hôm nay lo lắng tại vì thấy khán giả lúc nãy vắng quá. Lo lắng, sợ, cũng sợ đêm nay bà con cô bác không tới được nhiều, cái mình cũng mất tinh thần chứ. Đúng không? Dạ, cũng muốn là được trước khi nghỉ lễ mình có một cái không khí nó vui vẻ. Và con cô bác tới đông thì nó cũng hào hứng hơn, nhưng mà em thấy bây giờ cũng đông đông rồi mọi người. Dạ trời thương và con cô bác tổ thương thấy cũng khách tới cũng đông đông rồi. Hy vọng chút nữa bây giờ là mấy giờ rồi chị? Bây giờ đã là 7 rưỡi rồi, đáng lẽ giờ này là phải bắt đầu rồi đó. 7 rưỡi nè. Dạ, thôi chắc bây giờ ra báo chú hai đi Nhi ơi, mình cũng phải bắt đầu chương trình thôi. Dạ rồi thôi chứ cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Hy vọng bà con cô bác sẽ yêu thương ủng hộ cho các đêm nhạc của hội quán. Hy vọng bà con cô bác sẽ tới theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Tuần ngày 4/5 sẽ thật là đông nha bà con cô bác. Dạ cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.